Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Zep. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với phần trước là co-op với Sekai. Đâu rồi? Ê, đá đỏ nhóc luôn nè. Đá đỏ hả? Rồi, tao biết tao làm gì luôn á. Thằng nào kiếm nhiều quá vậy? Thằng ăn không? Mày có thằng ăn không? Không. Có rồi mà con. Ê chết nhầm mà. Mày tập nhớ mày xuống đi còn mày làm gì vậy? Hồi nãy giữa thời gian giữa hai tập tao làm được mấy cái mà quá theo dõi nha. Tập này anh nhớ anh làm cái máy gì á tự động thu thập mía nha. Ê còn điều không? Điều hả? Anh mày không có đấy, anh xuống đi đá đấy. Bạn mất mớ phải đi thay cho mà có cái là bạn lấy rút bơ xử nó đi em nới rộng cái ruộng ra anh chết rồi tạm biệt tôi bay cái cờ thắp nó. Tại kiếm mình yếu bây giờ cơ gì mình cũng có chỉ là đá sao nó không cho tao leo kiếm mày muốn nát rồi để em làm cái đường đi mấy cục à? Rồi. Gì? Tập. Cho chúng mày tập khoảng vài cục nữa. Gì? Làm cái biết tàu. Cái đó phải xài đá mà. Chắc sắt hay mấy cục sắt nữa. Dùng đi. Sợ phía nó cứ tụt nhỉ. Chết rồi. Cho miếng sắt ơi hết rồi anh nhận kìa giết nó thử cái đó ê ơi đưa đời ê
cái chỉ đâu rồi? làm cung ở đâu vậy? Tôi chút sạc thôi. Không cục nè. Có thêm cục nữa là hai, cả hai cục lớn. Hết rồi. Đây mình phải đào tới ba cục. Có hai cục à. Cho tao thêm cục đi. Mày lấy một cục rồi. Thằng éo thấy cái gì trong đây? Thằng nào ám sát gì vậy? Ủa, rồi trong đây có cái gì không? Sạc Ở chỗ này sao có gỗ à, cái này que oh my shit em với đang ê đào nữa đào sâu sâu xuống rồi có cái gì ở đây anh đào đem đi à. đưa ra miếng sắt thôi. Nhiều cục Một rồi cảm ơn chờ kiếm nó đi kiếm cái xuống địa ngục ấy lộn em đưa xuống này rồi em em kiếm được một cái hang có creeper nữa kìa lại đây lại đây lại đây lại đây là giúp ta chiến rồi men em thấy có rất nhiều là thứ rồi. ủa tao đứng mãi rồi và chuyện là Em nghe thấy ma nghe cả dơi dơi hay chuột rồi sao thế này đây không có thằng chicken. Oh my shit. cái con kia đâu Chưa. Ở bên hang bên kia sắt nhóc luôn à. Là một phiên đường sắt. giờ tao nữa hay Đây đi. Đào đi. tao tao bị té rồi À, được. Em phải làm vài thứ đéo vậy ham hố ê bên đây nè ê ê lại đây nè lại đây nè đêm mai là tay ngủ cái này đúng quá vật đang ở gần không cho ngủ má ơi ngoài đâu ở đường ra lại má ơi có cả hồ vừa mở cửa ra thấy nó đứng trước cửa lên đồi ta nhầm lên đồi
cách nhau một ô ly. Lắp. Đây, đi xuống dưới đây nè, em có cái này nè. Chị đang bận này. Đây có hạt giống không, đưa đây. Có ba cục mà. Đưa đây. Dưới rồi. Xuống dưới đây chỉ cho cái hang nè. Mày đâu rồi? Anh lên xuống dưới rồi. Kia tận nữa. Chị ngon. Sao anh thốn vậy? Không thấy con gì dưới đây đâu à, thế này. Hai ba con luôn, quẩy xít. Nút nhấp ở đây mà sao nó ra nhiều quá vậy? Nào bị thương vậy? Chào. Sao? Quýnh á. Anh đỡ đam cho quýnh nó đi. Rồi ok. Ê, cái hang này nè, ừ cái hang này nè, cái hang này nè, cái hang này nè, cái hang này nè. Có gì? Ừ đi. Nước bơi dưới á. Cái nước bơi thì oh my. Mà tao lo thì em đang ở trong cái hang này nè, có dùng nham, ô đá đỏ, cái đỏ giờ này chẳng cần sắt, ai dép, đây là biểu, kéo, đi đi bắt thằng ý chơi mày đó, để đặt cái này cái, rồi. Này đây nè. Ủa sao chỉ con quái vậy? Đâu? Thôi ta ghi chơi, ta ghi chơi. Ta biết gần đây có cái hang. Sao đất ở dưới đây ta? Đẹp. Skeleton nè. Cứu xem. Đang uống con này. Con mày uống ta. Con này con đóng quá. Chết rồi. Thấy quá gì đâu. Cắm đuốc coi. Ô mẹ creeper kìa. Nó đâu rồi? Tôi nhớ rồi. Mày có sao không? Còn. Mất, mất kiếm luôn rồi. Mày lấy cái búa mày đánh tải. Anh chơi, chơi. Em bắt đầu ghét creeper kìa. Ê có anh bạn đồ ngủ kìa. Sợ lộn giùm tao. Mày chết tao mày. Cái tập tập này mới tao gặp da gặp tới các loại luôn rồi. Ê vàng. Quạt nước. Ê còn đuốc không cắm ơi. Ây ui dồi chỗ này nó cao luôn vậy kìa. Thật nha, thật nha. Sắc.
kìa, em có cả đống đất nè. Để sau này mình làm cái series Terraria. Em chưa được, bạn chưa biết, nó chơi chung đã luôn. Ai có skill tận kia anh lại nha kìa. Mẹ dung nham chỉ vô mặt tao. Cái quỷ dung nham đồ. Em cần đồ ăn, có hết đồ ăn rồi đó. À, thật thật chứ tao ơi, thật chứ cũng đóng mà. Ê, anh có đũa công cắm đưa đút đây. Trên đây có than mà. Ê, anh có kiếm không? Ở tao có mà có cái mà. Em làm. Ê, còn đá không? Thôi, em có rồi. Còn trời mặt mày đó. Nhầm. Đó, chào nhau rồi. Éo không nào biết. Ê, Ngọc Lưu Ly, Ngọc Lưu Ly, Ngọc Lưu Ly. Ta xây cái nhà máy chế tạo. Anh đâu rồi? Mía rồi. Quả anh ở trên đây vậy? Cái cầu của em. Ê, nhìn nó thấy mà chế tạo gì xong vậy? Đâu? Dê to chúng ta ơi. Anh nhiều lục sức vậy dê. Tám. Tên tâm. Cái chỗ em làm lại vậy. Làm đâu? À, ta lấy thôi, ta lấy. Anh kiếm mặt bây giờ, tên không? Đi thử. Mày biết là bá chung xe bờ đi không? Yếu. Mày mày ta đó nha, để cho làm cái gì như vậy cháy tao chuẩn bị mía để làm cái gì. Không có gì mà cả được. Thằng nữa mà chia cho tao chút sạch rồi hết rồi. Xong là cả đống vậy. Cái con ta có chín cái à, nhiều không? Có vài. Em đi đi vòng vòng chút coi. Là có cái gì đó. Tối rồi.
tối rồi, chạy về, chạy về, chạy về, chạy về. Ngủ được mới lạ. Được rồi. Mày làm gì vậy con điên? Tao ngủ là nó sáng luôn rồi. Chỉnh cái kia cái mày xây đi, không có gỗ đâu. Em nói anh là ngu. Nhìn mặt mấy cái con này nhìn nhau ngơ cái gì nè, cái có theo dõi đó. Không gì vậy? Phiểu cần mấy cái ê dung nhám, sao dung nhà mình nè, ra đây dung nhám sau nhà mình nè, sau nhà mày biết sao vậy? nè Sao mày bị rồi? Sao mày bị rồi? nè, ai kêu mà đi nó bốc lên. Gì cần mấy cái con mày đâu rồi, đây nữa. đây Mày mày chém cái nữa tao đi vui đi Ê, có hạt giống không, đưa đây. Em lấy khối dung nham để qua bên kia. Có con zombie nào lại xử nó luôn. Quên 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 coi chừng khi qua cầu á nha, gặp để khói nhà mình kia cho quái nó chết. Và bình lấp
cây làm sao quên rồi. Nếu mày nhớ không? Kéo. Em bắt cái này lên nóc nhà đây. Em xây cái nhà nhỏ trước đi. Ê, xây nhà. Làm sao ở đây? Giờ tao chỉ không chịu suy nghĩ thôi. Nhưng gây đó làm sao ta? Tao nhớ. Em đi đào hầm kiếm đồ đây. Em nghe người Ender kêu nhưng mà chả biết nó ở đâu. Mày ngon mày chiến mình đi. Dạ. Bây giờ giá tay là bị nhiễm một kiểu nó mở đi bụi rồi đó. Nghe nó sổ sổ. Nghe như tiếng khỉ. Nó hay kiếm chơi thích chứ sẽ không có thể gì khác đâu. Lúc này em thấy video của mình là nó hơi lắc là do máy mình nó đơn giản là nó yếu, nó không có đủ đam để gắn cái Trời ơi, bao nó chơi Minecraft mà quên mất tiêu với cái mà cũng được. Làm cái mà cái anh bấm chữ E đi rồi nó anh kia kiếm cái công thức đó, bấm vô cái hình đó đỏ nó có để cái đường dây là biết rồi. mày cũng thấy không? Ừ ha. Chỉ còn một cách thôi, tao phải làm mày tao kia. Lên đi. Em đang đào càng ngày càng sâu xuống dưới. Tiếng nhìn domain thì nó càng lớn. Lớn luôn. Em đã tới một cái em sắp tới rồi. Em ơi, Gì? tại sao tao quên mật mã hoài vậy? Anh nhớ video mày đâu? Chứ tao quên mật mã hoài rồi. Vậy thằng bài đặt đếm nữa. Em cuối cùng em đã tìm thấy một cái hang. Tuyệt vời ông mặt mèo. Đặt chữ người ta. Yeah, tao cần vàng để làm. Ê, cái nón tao bị hư rồi. Em kiếm thấy cái hang này nè, xuống đây. Dạ, tao cho xong cái mà... Dạ. Ui, zombie, zombie, zombie. Mày thì zombie nè. Mày thì zombie. Mày thì zombie. Nét còn vàng không? Còn chín tối. Tao còn ba thôi. Rồi tao tự sát thôi. Rồi chia tao vàng đi. Ba cục. Quay. Éo. Đi xuống đây với em đi. Ơ sắc 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 sắc. À, zombie. Em đi đào mỏ rồi. Có chừng có hầm mỏ bỏ quan.
Ê, thừa biết là trong thế giới Minecraft không hề có ai, mà tại sao cái hầm mỏ nó lại xuất hiện đó? Mày xem một số người giả thiết là giá hàng tiếp là của hành tinh này. Tôi rồi. Em mình đi ngược lại mày. Tại vì cái hàng nữa hình cái sao hàng cái chia ra được dạng đấy. Chúc đi. Nhìn cái con Reaper ở trọng Ok, coi tấn công nè. vừa quay quá kịch quá Đang đâu vậy? đang ra trong đây còn đuốc không Má ơi, tao không dễ chết nữa đâu. Tao không dễ chết đâu. đi 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 Tám đây à, cái tự sự này tao có hiện không? Ok. Thời lượng video nó hơi dài. Rồi cứu tao, cứu tao, tao. Chicken. Tao đang chép nhảy mình nhau vô làm gì? Thử đi em chém cái lại chúng anh luôn. Còn nước không đưa đây. Ừ. Rồi. Đây nè. Lên trên trển cái đi. Vãi. Nhiếp. Ê quỳnh lên sao? Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình và Rep. Rep. Nếu bạn thích hãy like, subscribe video của mình nha. Bye.